Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn những cái phụ kiện của bộ thay thế cho các cái dòng phanh cầu mà các bạn đã từng mua bên nhà mình hoặc là trên thị trường hiện nay. Ở đây là mình sưu tầm rất là nhiều phụ kiện cho các bạn thay thế, cho nên là anh em nào có hỏng hóc gì thì vui lòng cho mình xin cái hình ảnh và cái kích thước. Mình sẽ gửi cho các bạn để nó đúng yêu cầu. Những cái dòng mà mâm rừng hay là tăm bua má phanh 130, 160, 180 và 200, 220, những cái tăm bua hay là mâm rừng nồi phanh đều có hết các bạn nhé. Đây như những cái mâm rừng đây này. Đấy. Mâm rừng này thì nó có hai loại các bạn nhé. Đây, có cái loại má phanh này thì nó có một cái loại đây, ví dụ như cái dòng má cơ thì các bạn để ý cho mình là nó có hai cái loại này. Cái loại một cái guốc ở đây, một cái chia ở đây. Đây như này để cho các bạn dễ hình dung này. Đó. Một loại là hai lửa thì nó có hai cái chốt ở đây. Đấy, má hai chốt và má một chốt như này. Đấy, thì khi các bạn mua má phanh ấy, các bạn muốn biết cái má của mình là má bao nhiêu thì các bạn đo cái lòng trong này. Cái này nó mới là cái tiêu chuẩn để mình đo này, chứ đo ở ngoài này thì nó tùy vào, có chỗ nó đúc dày, có chỗ nó đúc mỏng thì cái kích thước nó sẽ không chuẩn. Đấy, thì cái lòng trong này thì nó có các cái tiêu chuẩn như là 130 là đo từ đây đến đây là 130 mm này, 160 mm này, 180 mm này và 200 mm, 220, 250, nó rất là nhiều. Đấy, thì các bạn khi các bạn mua hàng thì thay thế, ví dụ như cái này là loại 200 đấy, loại này là loại má 200 này, mâm rừng và má 200 đấy. Thì những cái này khi các bạn mua thì các bạn cần lưu ý cái thông số, như cái lỗ này là 1 này, khoảng cách từ lỗ này là 2 này. Nếu các bạn về hàn thì các bạn khoan lại thì không cần lưu ý. Đấy, và cái kích thước từ đây qua đây thì nó theo cái tăm bua này. Đấy, còn lại là cái chốt một chốt hay hai chốt như này. Đấy, đây là loại 200, loại 160, nó có cả loại 180, phanh đĩa, phanh cơ và phanh dầu. Ví dụ như đây là cái mâm phanh dầu này, mâm rừng phanh dầu 180 này. Đấy, thì anh em mua về có thể chuyển đổi từ phanh cơ sang phanh dầu thì có thể dùng cái này. Đấy. Hoặc như là anh em mua cái tăm bua phanh đĩa này. Đây, phanh đĩa này. Đấy, có rất nhiều nhá. Đây, tăm bua phanh đĩa này. Như cái tăm bua phanh đĩa này thì nó có hai loại này. Một loại là một chục côn 25-21, loại chục côn 29-25. Đấy, thì các anh em mua lưu ý. Và cái lỗ này từ đây đến đây là lỗ 7 này, từ đây đến đây tim 7 này. Đo này là đo chéo 10 này. Đấy. Đây. Và ngoài ra thì anh em cũng có thể mua cái mâm này để dành cho những cái dòng bánh ATV. Thì lỗ này từ đây qua đây là 8 này, từ đây qua đây là 11 này. Đấy, thì cái này lỗ côn của nó là 29 và 25. Đây, ví dụ như cái guốc má phanh này là má phanh 200 này. Đấy, nhà mình thì có rất nhiều loại, những cái tăm bua mâm rừng đều có hết. Đây, đây là cái tăm bua này là tăm bua 160-180 năm ốc này, 1245 này. Đấy, thì cái loại này là nó dùng cái bi ở đây.
bi của nó rất là to, dòng này dòng chuyên tải thì nó dùng cái kết cấu kiểu này. Hoặc đây là cái tambour của thằng 200. Đấy, thì cái này của nó tim ốc từ đây đến đây là 10 này, từ đây qua đây là 7 này. Đấy, 200 thì các bạn cứ đo trong này này, từ đây qua đây là 200mm này. Thì bên mình có tương đối nhiều cơ khác nhau. Đấy, mâm rừng và tambour của nó đều có hết. Đấy, anh em cần mua thay thế gì thì mua thay thế. Đây là những cái mâm rừng 130 này. Đồ sắt thì nhiều khi để lâu thì nó không mới như kiểu là đồ sành sứ được. Cho nên là anh em mua thì nhiều khi nó hơi rỉ rỉ một chút, anh em phải thông cảm. Đồ cơ khí mà. Đấy, nhiều khi các bạn, đấy, những cái mâm rừng này như là mâm rừng 160 này, 180. Đấy, đây là mâm rừng 130 đây này. Đây 130 này, má 130 nó như này nhá. Má 130 thì đa số là nó chỉ có một chốt và một quả chám này thôi. Đấy. Đây là cái tambour này, là tambour 130 này, 4 ốc này. Đấy, nhà mình đồ phụ kiện phanh nhà mình rất là nhiều. Nhiều khi là mình cũng không giới thiệu hết nên cho anh em tham khảo được. Thì có gì thì anh em cần mua đồ gì thì cứ trước tiên là cho mình cái hình ảnh để mình xem cái định dạng của cái sản phẩm. Và tiếp theo nó là một số cái kích thước, thì khi đó mình sẽ yêu cầu các bạn đo cái nào thì các bạn đo cái đấy. Chứ mua cái đồ kỹ thuật thì các bạn đừng có gọi điện xong rồi tả này thì nhiều khi rất là khó, rất mất thời gian. Tốt nhất là các bạn là gửi hình vào Zalo cho mình qua cái số 0983818. Trước tiên là gửi hình ảnh định tính trước, sau đó là các bạn đo đạc định lượng và rồi thì bên mình sẽ bán, thì nó thông số, nó có tiêu chuẩn rồi. Nó có tiêu chuẩn các bạn nhé, chứ không phải là sản xuất nhà này thích 160, nhà kia 161. 160 là 160 thôi, không có loại 165, đấy, không có loại 170, chỉ có 130, 160, 180, 200, 220, 250 và tất nhiên là lớn hơn nữa. 250 thì nhà mình không chuyên với cái loại đấy, nhà mình thì thường thường là chỉ có tầm 200 trở xuống thôi. Đấy. Đây nó có cả ụ cầu trước này. Đây. Loại này mâm, cái này mình nhiều khi mình cũng chẳng biết nó để làm gì. Đấy. Anh em nào xem cái này nó ở cái gì thì comment trả lời xuống dưới cho mình với nhá. Cái này mình cũng chẳng biết nó để làm gì, cũng chẳng biết nó ở đâu. Đấy. Thì có hết các bạn nhá. Đấy. Dây phanh này. Dây này là dây phanh dành cho phanh tay này. Đây có một số động cơ thanh lý đấy, anh em nào thích thì kết con nào thì chế thì chế nhá, báo cho mình nhá. Động cơ này thì mình cũng bán gần hết rồi, còn ít thôi. Giá thì từ 150, 200 cho đến 300, 400 cũng có. Đấy, tùy theo chất lượng. Tất cả đều bao chạy ngon lành hết, hàng xịn luôn. Một số cái thì hầu như đây là tất cả những sản phẩm này thì hầu như có những cái còn chưa qua sử dụng. Đấy, người ta nôi mốt, người ta rỡ ra người ta bán thôi. Vậy. Đấy. Trục lát này. Trục lát thì nó nhiều cơ lắm, nhiều khi mình không đáp ứng cho khách hàng được. Cái trục lát này cứ mấy cm một loại này rất khó. Thì anh em có thì trúng thì vui, mà không trúng thì tự chế thôi. Lối dài cắt ngắn đi vậy. Đấy.
anh em nào có ý tưởng chuyển phanh cơ thành phanh dầu, dòng những cái dòng cầu nào thì cứ báo mình, có đồ mình sẽ đáp ứng cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những cái video khác, hoặc là comment những cái video nào các bạn muốn tham khảo thì comment cho mình sẽ đáp ứng cho các bạn.